Ô, nông dân và các bạn thân mến, công tác đảm bảo an toàn cho các hồ đập trong mùa mưa bão luôn được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để đảm bảo an toàn cho tài sản, tính mạng của nhân dân và phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp. Đảm bảo tốt an toàn hồ đập sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn, Nông dân Vĩnh Phúc kỳ này, chúng tôi có phóng sự đảm bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. Mời bà con nông dân và các bạn cùng theo dõi. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có 441 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 10 hồ lớn với dung tích từ 1 triệu mét khối đến 30 triệu mét khối. Các hồ này ngoài nhiệm vụ cung cấp nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, đời sống dân sinh, kinh tế của người dân trong vùng, nó còn có nhiệm vụ cắt giảm lũ, tiêu úng cục bộ cho vùng hạ du, góp phần cải thiện môi sinh, môi trường trên địa bàn. Trong quá trình khai thác, vận hành, mặc dù các hồ đập thường xuyên được duy tu bảo dưỡng, song do nhiều hồ đập đã được xây dựng từ lâu nên phần nào bị xuống cấp. Bên cạnh đó, sự diễn biến bất thường của thời tiết trong những năm gần đây, sự xâm phạm của người dân tại một số nơi đối với hành lang an toàn hồ đập nên không tránh khỏi nguy cơ xảy ra mất an toàn hồ đập, nhất là khi mùa mưa bão đến. Hiện nay các hồ đập trên địa bàn tỉnh đều do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quản lý khai thác. Đây là những cơ quan tổ chức trực tiếp chịu trách nhiệm duy tu, sửa chữa, đảm bảo an toàn hồ đập trước, trong và sau mùa mưa bão. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn tại địa phương thực hiện các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Một trong những hồ chứa nước lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão phải kể đến là hồ Xã Hương, nằm ở chân dãy núi Tam Đảo, thuộc thôn Xã Hương, xã Minh Quang, do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo quản lý. Hồ Xã Hương có sức chứa trên 13 triệu mét khối nước, phục vụ tưới cho 1.980 ha đất canh tác ở huyện Bình Xuyên, huyện Tam Đảo và một phần diện tích của huyện Tam Dương. Với diện tích mặt hồ là 85 ha, lưu vực 24 km vuông, hồ Xã Hương được xếp vào hồ chứa nước lớn và là hồ có chiều cao đập đất cao thứ 3 ở nước ta. Xác định rõ mức độ nguy hiểm và sự cần thiết phải đầu tư sửa chữa, bảo vệ an toàn cho công trình đập Xã Hương. Trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016, nhiều hạng mục sửa chữa đập Xã Hương đã được triển khai bao gồm gia cố mái đập, bố trí thiết bị quan trắc thấm và lún cho hệ thống đập đất, xây dựng tràn xả lũ, nâng cấp cống lấy nước, lắp đặt hệ thống điện và sửa chữa, nâng cấp kênh N2. Tổng kế hoạch chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng gói thầu số 04 tràn Xã Hương hoàn thành vào tháng 10, 2016. Ngoài hồ Xã Hương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo còn đang quản lý 5 hồ chứa lớn khác bao gồm hồ Thanh Lanh, hồ Vĩnh Thành, hồ Gia Khâu, hồ Làng Hà và hồ Bản Long. Để đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập, hàng tháng, công ty cho bảo dưỡng vận hành thử cống lấy nước, tràn xả lũ, tổ chức bảo dưỡng đập đất xử lý các tổ mối được phát hiện ở thân đập, mái đập, nạo vét, vệ sinh rãnh thoát nước ở mái hạ lưu. Đối với những đập đã có hiện tượng rò rỉ, thấm nước, công ty đã cho thi công gia cố bằng phương pháp khoan phụt chống thấm, khoan sâu bơm ép vữa vào trong lòng đập tại những vị trí có nhiều lỗ rỗng, khe nứt, nhằm gia cố, không để các lỗ rỗng, khe nứt lan rộng trong thân đập. Hiện nay thì công ty đang quản lý là 6 hồ chứa lớn, 128 hồ chứa nhỏ. Các cái hồ chứa lớn thì đa số là nằm ở ven chân núi Tam Đảo và ở cao trình từ 51 đến 94. Và lưu vực lớn, độ dốc là lưu vực là rất lớn, khi mà mưa lũ về là nước tập trung về hồ nhanh, dẫn đến là mực nước hồ dâng nhanh và đồng thời nữa là gây ra cái việc là điều tiết lũ rất là khó khăn. Trong những năm vừa qua thì các hồ chứa lớn của công ty luôn được sự quan tâm của tỉnh, của Sở Nông nghiệp và các cái ban ngành cũng đã đầu tư kinh phí để cải tạo, nâng cấp các hồ chứa. Do vậy là đến nay là các cái hồ chứa lớn là tương đối là đảm bảo để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão.
Vấn đề đảm bảo an toàn hồ đập ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Lập Thạch lại có những đặc thù riêng. Do hiện đang quản lý số lượng hồ nhiều nhất trong số 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 3 hồ lớn, gồm hồ Vân Trục dung tích 7,6 triệu mét khối, hồ Bồ Lạc dung tích 2,55 triệu mét khối, hồ Suối Sải dung tích 3 triệu mét khối. Còn lại là các hồ nhỏ nằm rải rác tại các xã trên địa bàn hai huyện Lập Thạch và Sông Lô. Đối với các hồ lớn, ngay từ đầu mùa mưa, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phê duyệt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cụ thể cho từng hồ. Theo đó, ngoài lực lượng cán bộ của công ty còn huy động tổng lực quân đội, công an, chính quyền, các cơ quan ban ngành và nhân dân trong vùng tham gia bảo vệ an toàn cho công trình để ứng phó kịp thời đối với trường hợp xảy ra lũ lớn theo đúng phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Tìm hiểu thực tế công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập tại hồ Vân Trục, chúng tôi được biết phần lớn các hạng mục công trình của hồ đều đảm bảo an toàn. Đập chính đã được khoan phụt chống thấm, khoan phụt chống mối, đổ bê tông áp mái thượng lưu đập và xây tường chắn sóng, xây hệ thống thoát nước ở mái hạ lưu đập. Tràn xả lũ đã được gia cố đáy và mái bằng bê tông cốt thép nên đảm bảo an toàn và thoát lũ tốt. Cống thoát nước được thay thế hệ thống cánh cống mới nên vận hành tốt, đảm bảo an toàn. Hai tuyến đường đi lên mặt đập mới được sửa chữa, đảm bảo cho người và phương tiện cơ giới đi lên mặt đập thuận lợi, kịp thời xử lý sự cố xảy ra. Công ty đã xây dựng phương án phòng chống thiên tai hồ Vân Trục và đã được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phê duyệt. Theo đó, công ty đã thành lập Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai của công ty, huy động lực lượng tại chỗ gồm 31 công nhân viên trạm thủy nông Vân Trục và huy động lực lượng địa phương khi cần thiết. Vật tư chuẩn bị gồm 100 mét khối đá học, 5 mét khối cát, 5 mét khối sỏi, bao tải 1.000 chiếc và hàng trăm giỏ sắt. Về phương tiện máy móc khi cần sẽ huy động từ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện Lập Thạch, Sông Lô. Tất cả đã sẵn sàng để ứng phó với mọi diễn biến của thời tiết, đảm bảo an toàn cho hồ Vân Trục trong mùa mưa bão năm 2016. Công ty thủy lợi Lập Thạch quản lý 224 hồ đập nhỏ trên địa bàn hai huyện Lập Thạch và Sông Lô, trong đó có 3 hồ lớn thì đã được ủy về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn của Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt. Còn lại hơn 200 hồ đập nhỏ nằm rải rác trên địa bàn của các xã trên địa bàn của hai huyện Lập Thạch, Sông Lô. Các hồ này thì đã xây dựng nó lâu mà cái cống không có tràn, cống thì điều tiết bằng cũ, cho nên là cái nguy cơ mà khi mà lượng mưa lớn xảy ra thì nó sẽ không có tràn, cho nên là mưa lớn xảy ra là cái nguy cơ mà tràn qua thân đập là rất lớn. Đứng trước tình hình đó thì công ty đã chủ động chỉ đạo các sinh nghiệp là thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình, xả lũ điều tiết các hồ nhỏ trước để đảm bảo an toàn cho hồ đập. Bên cạnh 3 hồ lớn có phương án phòng chống thiên tai riêng, hơn 220 hồ nhỏ còn lại cũng cần được chú trọng bảo vệ trong mùa mưa lũ. Hiện nay nhiều hồ đập nhỏ cần được cải tạo, tu sửa, như hồ thủy điện xã Tân Lập đang có hiện tượng sói lở vị trí thân đập, cống tưới đã xuống cấp. Đập hồ Đông Lảo, hồ Thống Nhất, xã Lãng Công bị sạt lở nhiều, cống đến nước hỏng. Hồ Đồng Tâm, hồ Bờ Sán, xã Phương Khoan không có tràn xả lũ, cống tưới xuống cấp, mặt đập bị sói mòn xuống cấp. Thân đập hồ Quang Yên, xã Quang Yên có 2 tổ mối. Đập Đồng Rong, Đồng Bàm, xã Cao Phong cống bị hỏng. Tuy nhiên, do lực lượng công nhân viên của công ty còn mỏng, nguồn kinh phí sửa chữa còn hạn chế, nên công ty rất cần sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân các xã quanh hồ để cùng bảo vệ công trình, kịp thời xử lý tình huống xấu khi mưa lũ xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn cho hồ Đại Lải trước những diễn biến bất thường của thời tiết, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Phúc Yên đã xây dựng phương án phòng chống lụt bão năm 2016 ở hồ Đại Lải với những giải pháp như chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, hậu cần, sẵn sàng xử lý trong mọi tình huống. Khi có lũ trong tần suất thiết kế, bố trí 6 công nhân của công ty trực 24/24 giờ để sẵn sàng mở tràn. Nếu mất điện thì vận hành tràn bằng máy phát điện dự phòng hoặc bằng thủ công.
Khi mưa lũ vượt tần suất thiết kế, ngoài lực lượng trực vận hành tràn, cần huy động lực lượng, máy móc thiết bị để mở tràn sự cố. Việc mở tràn sự cố cần 2 máy xúc, 2 máy ủi và nhân lực thủ công 50 người. Khi thực hiện xả lũ, sẽ huy động công an, quân đội, lực lượng xung kích địa phương, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân phía hạ lưu. Do chuẩn bị công tác phòng chống lụt bão của hồ đại này năm 2016, thì công ty thủy lợi Phú Yên đã thực hiện theo quyết định số 01 ngày 5 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đã triển khai họp để phân công cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ huy phòng chống lụt bão. Ngoài ra, công ty thủy lợi Phú Yên còn có quyết định số 66/7 để phân công nhiệm vụ cho từng cụ thể cho từng cán bộ công nhân viên của công ty, như là đi kiểm tra các cái công trình trước mùa mưa bão và khi kiểm tra các cái bốn tại chỗ như vật tư, phương tiện để cho phòng chống lụt bão của hồ, và cắt cử cho cán bộ công nhân viên trực 24/24 giờ sau mỗi những trận mưa bão đi kiểm tra để đề phòng và xử lý những cái sự cố có thể xảy ra để phục vụ tốt cho phòng chống lụt bão năm 2016. Thủy hỏa đạo tặc, câu thành ngữ để chỉ mức độ nguy hại do lũ lụt gây ra. Trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay, quy luật thời tiết đã có nhiều thay đổi. Cùng với đó, công tác phòng chống thiên tai cũng gặp nhiều khó khăn. Hơn lúc nào hết, mọi người dân cần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong công tác phòng chống thiên tai. Đặc biệt, cần tự giác thực hiện các quy định của pháp luật, bảo vệ hành lang an toàn của các công trình thủy lợi, thực hiện việc dỡ bỏ các đăng đó, vật cản trên công trình tiêu thoát lũ. Việc làm này tuy có ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân, nhưng sẽ tránh cho cộng đồng những hiểm họa khôn lường. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp các ngành, sự phối hợp của nhân dân, mọi biến động trong mùa mưa bão năm 2016 sẽ được xử lý an toàn, hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Chuyên mục Nông nghiệp, Nông thôn, Nông dân của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi.